quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống ngày 20 tháng 12 năm 2012 của kênh VTC14. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Người dân nhiều nước trên thế giới đang chờ đón ngày tận thế với những cách rất khác nhau. Trong khi tại Việt Nam, các nhà khoa học cũng chia sẻ những quan điểm của mình qua ngày được coi là đặc biệt nhất năm nay. Ngày hôm nay, ga Sài Gòn bắt đầu bán vé tàu Tết Quý Tỵ trực tiếp cho hành khách. Tuy nhiên, mới chỉ đến hết đầu giờ sáng nay, đã có rất nhiều người dân không mua được vé. Hàng nghìn người dân ở khu đô thị Mỹ Đình, Hà Nội đang phải sống chung với một cơ sở phân phối ga không đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật. Chính quyền địa phương thì gần như không biết đến sự tồn tại của mối nguy này. Trong phần tin quốc tế, chó trị liệu tâm lý đang là cách mà người dân Mỹ áp dụng để vượt qua cuộc khủng hoảng tinh thần sau vụ xả súng đẫm máu. Myanmar nỗ lực cấm nhổ bã trầu nơi công cộng. Hôm nay là ngày 20 tháng 12, tức là vài giờ đồng hồ nữa, chúng ta sẽ bước sang ngày tận thế 21 tháng 12, theo lời đồn đoán từ nhiều ngày nay. Mặc dù các nhà khoa học liên tục phản bác tin đồn vô căn cứ này, nhưng tại nhiều nơi trên thế giới, có vẻ như người dân đã sẵn sàng chào đón ngày cuối cùng của đời mình. Những hình ảnh tại Sigby và Guatemala sau đây là một ví dụ. Đây là ngọn núi Tani ở Sigby, nơi tọa lạc của những khách sạn đã được khách hàng đặt hết chỗ để chờ đón ngày tận thế. Rất nhiều người Italia đã gọi điện đến cho biết họ có kế hoạch đến chỗ chúng tôi theo từng nhóm khoảng từ 5 đến 10 người. Nhưng chúng tôi phải từ chối vì khách sạn đã hết chỗ rồi. Rất nhiều gia đình đã cố gắng để đăng ký một phòng ở đây cho ngày tận thế. Không phải ngẫu nhiên mà những khách sạn tại đây lại trở nên đắt khách. Ngọn núi Tani được cho là nơi tốt nhất mà con người có thể sống sót trong ngày tận thế 21 tháng 12 theo lịch cổ của người Maya. Trong khi đó, tại một số nước châu Mỹ Latin như Mexico hay Guatemala, người Maya không coi 21 tháng 12 là ngày tận thế, mà đó chính là ngày mở ra kỷ nguyên mới, kết thúc khoảng thời gian 5.125 năm của lịch Maya cổ xưa. Các hoạt động chào đón ngày này diễn ra tại những khu di tích cổ kính, đang được người dân bản địa cũng như các vị khách du lịch hưởng ứng nhiệt tình. Tôi cảm thấy tự hào là người Guatemala và có nhiều cơ hội trải nghiệm văn hóa riêng của chúng tôi. Ngày 21 tháng 12 là một ngày đặc biệt, mà ngay cả những người Maya trước đây cũng không được trải nghiệm. Theo các nhà khảo cổ cũng như các chuyên gia người Maya tại Mexico, ngày tận thế thực ra chỉ là một tin đồn. Người Maya cổ đã không hề coi năm 2012 là một năm kết thúc của thế giới. Có hay không ngày tận thế dường như là một tranh cãi bất tận giữa những người tin và không tin cho đến tận bây giờ. Nhân dịp này, nhóm phóng viên VTC14 cũng đã phỏng vấn một vài người dân và một số chuyên gia ở một số lĩnh vực xung quanh ngày có thể coi là đặc biệt nhất trong năm 2012 này. Hà Nội, ngày 19 tháng 12. Hồ Gươm vẫn thanh bình, phố xá vẫn tấp nập. Lịch vẫn được bày bán chào đón năm mới. Chúng tôi tìm một vài người dân ngẫu nhiên và hỏi họ cùng câu. Nếu có ngày tận thế, họ sẽ làm gì? Tôi vẫn làm việc như người bình thường và tôi là một công chức nhà nước thì tôi cũng cứ đi làm. Hết giờ hành chính về cũng đi chợ cơm nước cho chồng con, nhà cửa xong đi cùng nhau đi ăn uống. Chả có vấn đề gì, làm gì. Và qua ngày đấy thì đến ngày 22 lại là ngày bình thường ngay mà. Và ngày hôm ý tôi sẽ như kế hoạch dự trước của chúng tôi thì chúng tôi sẽ tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ. Nếu như mà qua ngày đó mà không có mà không xảy ra vấn đề gì thì chúng tôi vẫn làm việc và vẫn vui vẻ và có thể đi chụp ảnh hay là đi shopping chẳng hạn. Cũng buổi sáng ngày 19 ở thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ có về nhà đây đóng cửa để cả nhà quây quần bên nhau đây. Chúng tôi sẽ có một buổi họp mặt gia đình. Tại gia đình mình gặp gỡ những người thân và quây quần có thể là sinh hoạt cách bình thường để chờ đợi giây phút đó. Cẩn trọng hơn, chúng tôi tìm gặp các nhà khoa học để xem họ sẽ làm gì trong cái ngày được cho là khủng khiếp này. Trong căn phòng 10m² của mình, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải giải thích cho chúng tôi về sự lạc quan khi nói về ngày tận thế của mình. Nếu dân tộc họ vẫn duy trì cái lịch của họ, thì ngày hôm nay là cái ngày mà họ kết thúc một chu kỳ lịch, cũng như là ngày 31 tháng 12 của dương lịch. Chúng ta ăn mừng năm mới,
thì họ ăn mừng, chúng ta ăn mừng thiên niên kỷ. Và sang ngày 1 tháng Giêng năm 2001 chúng ta ăn mừng thiên niên kỷ mới, thì bây giờ họ cũng sẽ phải ngày 21 tháng 12 năm 2022 thì họ ăn mừng cái chu kỳ lịch mới của người Maya. Song vẫn có không ít người dân trên thế giới lo sợ về ngày tận thế, nhất là năm nay, ngày 21 tháng 12 theo lịch của người Maya dừng lại ở chu kỳ 13, rơi đúng vào ngày thứ 6. Và cũng do trong vài năm gần đây, liên tiếp thiên tai, thảm họa được coi là chưa từng có đã diễn ra, khiến con người nghi ngờ về tương lai. Theo các nhà khoa học, điều đó nhắc nhở con người về sự hữu hạn của tài nguyên và thái độ sống của mình. Nếu chúng ta không thay đổi từ trong nhận thức của mỗi một con người, trong mỗi một cộng đồng xã hội, trong mỗi quốc gia và với cả thế giới, thì thực ra cái ngày tận thế là ngày chắc chắn sẽ xảy ra. Vấn đề nó còn xảy ra lúc nào mà thôi. Nhưng con người có ý thức được chuyện đó mà biết cách tổ chức lại, biết cách mà thông qua tất cả những cái hoạt động xã hội, cái giáo dục, cái tính cộng đồng, nâng cao tinh tế cộng đồng và trách nhiệm xã hội của mình, thì tôi nghĩ rằng là con người sẽ khắc phục được. Với một thái độ bình tĩnh, tin vào khoa học, hẳn là ai cũng lựa chọn để làm những việc có ý nghĩa và quan trọng. Rõ ràng là chưa có một tài liệu nào khoa học chính xác để khẳng định rằng ngày tận thế là có thật. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể thấy rằng những tác động của con người và những sự biến đổi của thiên nhiên thì ngày một rõ rệt. Và điều đó chỉ nhắc nhở con người một điều, đó là cần phải sống tốt đẹp từng ngày. Có tận thế hay không? Nhiều người Việt Nam nói vui rằng sáng mai sẽ rõ. Và chúng ta cũng sẽ chờ đợi xem có chuyện gì xảy ra hay không. Ngày hôm nay, các tỉnh miền Bắc tiếp tục nằm trọn trong áp cao lạnh lục địa đang ảnh hưởng đến nước ta. Do khối khí bị suy yếu nên nhiệt độ đã bắt đầu nhích lên dần, phổ biến cao hơn từ 1 đến 2 độ so với ngày hôm qua. Tuy nhiên, do trời âm u và sương mù lại xuất hiện cả ngày, vì thế mà người dân vẫn cảm thấy rét buốt. Cụ thể, từ sáng sớm, sương mù đã diễn ra trên diện rộng, mặc dù mức độ không dày đặc như các lần trước vào đầu tháng 12 gây tác động đến các hoạt động giao thông, nhưng hôm nay lại kéo dài gần như cả ngày. Vào buổi trưa, sương mù vẫn khiến tầm nhìn xa bị hạn chế, giảm xuống chỉ còn vài km. Nguyên nhân là do khối không khí lạnh biến tính, mang hơi ẩm từ biển vào đất liền. Ngoài ra, do mây tầng thấp phát triển gây mưa phùn. Theo các chuyên gia khí tượng, đây là một hiện tượng khá bất thường so với mọi năm và được gọi là mùa đông ẩm, vì mưa phùn đã bắt đầu xuất hiện ngay trong tháng 12 thay vì vào các tháng đầu năm. Dự báo trong 2 ngày tới, sương mù sẽ giảm dần, chỉ còn diễn ra về đêm và sáng sớm. Đến trưa, trời giảm mây, nhiệt độ tiếp tục gia tăng. Và khoảng ngày 22 và 23 tháng 12, sẽ có một đợt không khí lạnh cường độ mạnh tràn về miền Bắc, đem theo mưa và giá rét. Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa phối hợp cùng công ty ô tô Toyota Việt Nam tổng kết một năm thực hiện dự án hỗ trợ xây dựng làng sinh thái tại xóm Lộc Hạnh, xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Qua hơn một năm triển khai mô hình gắn với phát triển kinh tế, đã giúp người dân địa phương xóa đói giảm nghèo và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân. Với tổng kinh phí hỗ trợ gần 1 tỷ đồng từ Toyota, sau một năm triển khai dự án làng sinh thái, nhiều hoạt động đã được tổ chức để cải thiện tình hình vệ sinh môi trường trong sản xuất và sinh hoạt, nâng cao năng lực quản lý môi trường cho các cán bộ địa phương và người dân. Dự án cũng đã hỗ trợ gần 1.200 giống cây ăn quả, phân bón, công lao động để chăm sóc cây phát triển, hỗ trợ 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt, lắp đặt hệ thống lọc nước phục vụ sinh hoạt, tiến hành lắp đặt các hệ thống thu gom rác thải trong thôn và đầu tư kinh phí mua xe vận chuyển thu gom rác, thùng đựng rác. Đến nay, xóm Trường Hạnh đã trở thành một mô hình sinh thái tiêu biểu của tỉnh Hà Tĩnh. Những hiệu quả từ những hiệu quả mang lại, dự kiến dự án hỗ trợ xây dựng làng sinh thái tại xóm Trường Hạnh sẽ được Toyota Việt Nam tiếp tục duy trì trong giai đoạn 2012-2013. Chuyển sang những tin tức liên quan đến giao thông. Một vụ tai nạn đã xảy ra vào lúc 9 giờ sáng nay tại nút giao thông IC3, vòng xoay xây dựng cầu vượt Cần Thơ thuộc quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Vụ tai nạn khiến một thanh niên chết tại chỗ, hai người bị thương nặng. Vào thời điểm xảy ra tai nạn là lúc các phương tiện giao thông đang đứng chờ đèn tín hiệu giao thông, thì xe tải mang biển kiểm soát 65N1642 do tài xế Phạm Trần Hoàng Duy, 28 tuổi, điều khiển từ phía sau lao tới đâm trực diện vào 3 xe máy đang đứng phía trước. Tại hiện trường, 3 chiếc xe máy đều bị xe tải cán nát. Vụ tai nạn đã làm một người chết ngay tại chỗ là anh Nguyễn Văn Mai, trú tại ấp Trùng Thọ 1, xã Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Hai người bị thương là anh Lê Hồng Phúc và Lê Bình Dương, cùng 27 tuổi, đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện thành phố Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch. Vụ tai nạn xảy ra vào đầu giờ sáng nên đã khiến giao thông vòng xoay IC3 bị ách tắc trong nhiều giờ. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Trước đó, theo nguồn tin từ tỉnh Nghệ An, vào tối ngày hôm qua, một chiếc xe khách chở các công nhân xây dựng công trình đi từ thủ đô Viên Chăn đến tỉnh Champasak tại Lào đã bị mất lái và lao xuống vực thẳm tại địa phận Bắc Xế, tỉnh Champasak. Vụ tai nạn đã làm 19 người bị chết và bị thương, trong đó có 15 người là người Việt Nam. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn đã làm 9 công nhân Việt Nam chết tại chỗ và ít nhất 6 công nhân khác bị thương. Tất cả những công nhân Việt Nam bị nạn đều là người quê Nghệ An sang Lào làm thuê cho một chủ thầu xây dựng tên là Trần Bá Anh, trú ở xã Vân Diên, huyện Nam Đàn. Vào đêm ngày 18 tháng 12, chiếc xe khách chở các công nhân đi từ Viên Chăn đến tỉnh Champasak không chạy theo con đường chính, đã được thi công xong mà lại đi vào đường phụ. Con đường này đang làm dở, lại không được rào chắn cẩn thận. Đến 2 giờ sáng ngày 19 tháng 12, chiếc xe bất ngờ mất lái rơi xuống vực sâu 6 mét tại địa phận Bắc Xế thuộc tỉnh Champasak. Sáng nay, tỉnh Nghệ An đã nhận được tin báo về vụ tai nạn và danh sách các nạn nhân. Dự kiến vào sáng ngày 21 tháng 12, thi thể các nạn nhân sẽ được đưa về quê nhà. Theo kế hoạch, sáng nay 20 tháng 12, ga Sài Gòn bắt đầu bán vé tàu Tết Quý Tỵ trực tiếp cho hành khách. Ngay từ 4 giờ sáng, hàng nghìn người đã đổ dồn về ga với mong muốn có được tấm vé về quê ăn Tết. Tình trạng quá tải, hỗn loạn đã xảy ra trong sáng nay và rất nhiều người đã không mua được vé, ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. 4 giờ sáng tại ga Sài Gòn, không khí nhộn nhịp như trẻ hội khi từng dòng người chen nhau vào ga. Tại sảnh chính, không ít hành khách đã chọn cách ngủ lại từ đêm qua với hy vọng là người sớm nhất bốc được số thứ tự để mua vé. Vất vả là vậy, tuy nhiên không phải ai cũng may mắn sở hữu được tấm vé tàu Tết. Giờ hơn là em là xuất phát từ dưới Bình Dương, em lên trên này vừa đến lên gửi xe thì nghe thông báo của nhà ga đã phát đủ số thứ tự rồi. Đây là lái số thứ tự và vẫn chưa được. Ngoài việc phát số thứ tự trực tiếp cho hành khách, ga Sài Gòn còn hướng dẫn hành khách cách để lấy số thứ tự thông qua dịch vụ tin nhắn với tổng đài của nhà ga. Tuy nhiên, hầu hết hành khách nhắn tin theo cú pháp được hướng dẫn gửi đến tổng đài 8405 đều không nhận được phản hồi. Nhà ga có hướng dẫn là nhắn tin, nhưng mà thật ra từ sáng tới giờ mình nhắn 10 tin nhắn mà vẫn không nhận được cái số thứ tự. Lúc này đang là 6 giờ sáng, ngày đầu tiên khi ga Sài Gòn chính thức bán vé tàu Tết trực tiếp cho người dân mua vé về quê ăn Tết. Tuy nhiên, trái ngược hẳn với những gì dự đoán, không còn cảnh chen lấn xô đẩy để có thể mua được tấm vé về quê ăn Tết, mà thay vào đó là một không khí khá ảm đạm. Bởi trên thực tế thì từ 5 giờ sáng, nhà ga đã phát hết số thứ tự số vé bán ra ngày hôm nay. Theo đại diện ga Sài Gòn, năm nay ga sẽ tung ra khoảng 6.000 vé để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. 1.800 lượt thứ tự mua vé tàu Tết trực tiếp tại ga đã hết ngay từ 5 giờ sáng nay. Vé tàu các ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 8 tháng 1 năm 2013, tức là 21, 22 và 28 tháng Chạp năm Nhâm Thìn cũng đã không còn nữa. Như vậy có nghĩa là những hành khách thực sự có nhu cầu không nhanh chóng và kiên trì chờ đợi từ 3 giờ sáng tại ga để lấy số thứ tự mua vé, thì có lẽ chỉ trong 3 ngày nữa, họ sẽ lại phải ra về trong tâm trạng ấm ức, thất vọng như rất nhiều người sáng nay. Vào lúc 4 giờ 30 phút sáng nay, tại sông Cấm thuộc phường Mái Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, đã xảy ra một vụ va chạm giữa tàu Hồng Kông Taiping và tàu NQ4658. Sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ làm tàu NQ4658 bị chìm, 7 thuyền viên nhanh chóng rời khỏi tàu. Tuy nhiên, máy trưởng Nguyễn Văn Hương, 46 tuổi, quê quán ở Quỳnh Phụ, Thái Bình vẫn mắc lại trong cabin. Lực lượng cảnh sát đường thủy Hải Phòng đã nhanh chóng triển khai phương án cứu hộ, vớt được 7 người, còn máy trưởng Nguyễn Văn Hương hiện vẫn chưa được tìm thấy. Sau khi gây ra tai nạn, tàu Hồng Kông Taiping đang bị lực lượng chức năng tạm giữ và chờ xử lý theo đúng pháp luật. Hôm qua, tại khu vực bến phà Vạn Yên thuộc xã Tân Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Phù Yên đã bắt giữ hai đối tượng đang vận chuyển trái phép 20 bánh heroin đi trên một xe ô tô chạy theo hướng Mộc Châu, Phù Yên. Đây là vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn được bắt giữ trong năm nay tại Sơn La. Hai đối tượng bị bắt là Hoàng Văn Thu sinh năm 1962 ở thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và Phạm Ngọc Nguyên sinh năm 1991, trú ở Đắc Hờ Rinh, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum, là cháu của Hoàng Văn Thu. Hai đối tượng đã khai nhận số ma túy trên mua của một người ở xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu với giá 3,1 tỷ đồng. Để qua mặt lực lượng chức năng, hai đối tượng đã giấu số ma túy trên dưới hộc để chân của ghế phụ rồi dán kín. Hoàng Văn Thu là đối tượng nghiện ma túy nhiều năm và có 3 tiền án về tội cướp tài sản, tội tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép và tội sử dụng trái phép chất ma túy.
Để phá thành công chuyên án này, từ 14 giờ ngày 18 tháng 12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La đã huy động 25 cán bộ chiến sĩ chia làm hai mũi, phối hợp với Công an huyện Mộc Châu và Phú Yên, ém quân tại hai địa điểm dự đoán là đối tượng sẽ đi qua. Đúng như dự đoán, vào hồi 9 giờ ngày 19 tháng 12, hai đối tượng đã lọt vào ổ phục kích ở khu vực bến phà Vạn Yên và bị lực lượng cảnh sát bắt gọn cùng tăng vật. Sáng nay, vùng cảnh sát biển 3, Cục Cảnh sát biển Việt Nam đã tiến hành lai rắt 3 tàu Việt Hải, Việt Hải 01 và Đông Hòa 09 về cảng của vùng cảnh sát biển 3 để phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ hành vi buôn lậu xăng dầu với số lượng lớn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đó, vào lúc 21 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2012, qua trinh sát và điều tra, vùng cảnh sát biển 3 đã bắt quả tang tàu Việt Hải do ông Nguyễn Thanh Tùng làm thuyền trưởng, đang bơm xăng cho tàu Đông Hòa 09 do ông Hồ Sĩ Bằng làm thuyền trưởng và tàu Việt Hải 01 do ông Lê Tuấn Anh làm thuyền trưởng tại tọa độ 10 độ 27 phút 48 giây vĩ độ Bắc và 107 độ 0 phút 58 giây kinh độ Đông thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau khi lấy lời khai của thuyền trưởng, được biết tàu Việt Hải bơm xăng cho hai tàu Đông Hòa 09 và Việt Hải 01 với số lượng khá lớn, hơn 1.000 mét khối, chưa rõ nguồn gốc, không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp lệ. Tổng giá trị số xăng này ước tính khoảng gần 25 tỷ đồng. Hiện vùng cảnh sát biển 3 đang phối hợp với các cơ quan chức năng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Trước những nghi ngờ từ dư luận về sự không công khai, minh bạch trong giá xăng dầu, chiều nay đại diện Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã tham gia tọa đàm minh bạch hóa xăng dầu theo cơ chế thị trường. Trong buổi tọa đàm, đại diện Bộ Tài chính thừa nhận chu kỳ tính giá hiện nay hơi dài và có thể sẽ được rút ngắn trong thời gian tới. Theo đại diện Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính, với chu kỳ tính giá hiện tại là 30 ngày, có lẽ hơi dài so với tín hiệu thị trường, khiến cho người tiêu dùng bức xúc vì thấy giá thế giới giảm nhưng tại nước ta lại không giảm. Vì vậy, cần tính lại chu kỳ tính giá ngắn hơn 30 ngày. Bộ Tài chính cũng đang nghiên cứu để báo cáo cơ quan chức năng giảm chu kỳ này xuống còn 15 ngày. Đại diện cả hai Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đều khẳng định, cơ chế tính giá xăng dầu hiện nay là rất công khai, minh bạch. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú, Nghị định 84 chưa phải là bước cuối cùng để kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường. Sau này còn nhiều bước nữa để kinh doanh hoàn toàn theo cơ chế thị trường. Theo thống kê mới nhất từ Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an, tính đến giữa tháng 12 năm nay, cả nước đã xảy ra gần 1.800 vụ cháy nổ. Trong đó, cháy chung cư cao tầng đang có chiều hướng gia tăng, gây nhiều hậu quả nghiêm trọng. Các vụ cháy nhà cao tầng thường xảy ra tại các thành phố lớn. Hà Nội xảy ra 16 vụ, thành phố Hồ Chí Minh là 4 vụ. Gần đây nhất, hỏa hoạn xảy ra tại tòa nhà cao nhất thành phố Hà Tĩnh, khiến cho một người thiệt mạng. Trong khi đó, năm 2011 có chưa đến 10 vụ cháy tại nhà cao tầng. Cũng theo thống kê, cả nước xảy ra gần 1.800 vụ cháy nổ, khiến 370 người chết và bị thương, thiệt hại lên tới 1.000 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do sự cố hệ thống điện và thiết bị điện. Bên cạnh đó, nguyên nhân do xăng dầu và khí đốt gây ra cũng có xu hướng tăng, có tới 26 vụ cháy nổ do ga. Mới đây, công ty ga An Dương, Bắc Ninh xảy ra vụ cháy nổ lớn khiến 47 người bị thương. Khi mà những hậu quả của vụ nổ ga gây rung động dư luận trong thời gian qua tại khu công nghiệp Thuận Thành, Bắc Ninh còn chưa được khắc phục hết, thì tại Hà Nội, ngay giữa khu dân cư, nơi có hàng nghìn người dân sinh sống, một công ty kinh doanh ga ngang nhiên đấu nối, bơm ga công khai và thiếu tiêu chuẩn an toàn. Điều đáng nói là hoạt động này đã diễn ra hàng năm nay, nhưng các cơ quan chức năng lại không hề phát hiện ra. Đây là những hình ảnh do phóng viên VTC14 ghi lại được trong chiều ngày 19 tháng 12 năm 2012. Nhân viên của công ty ga Sông Hồng đang tiến hành chuyển ga từ các bình nhỏ sang hai bồn chứa lớn ngay giữa khu vực sân của đơn vị này. Đây chính là hai bồn ga để cung cấp khí đốt cho toàn bộ khu dân cư trong khu đô thị Mỹ Đình. Tuy nhiên, thay vì lấy ga từ các nhà cung cấp lớn, công ty này lại dùng các bình ga nhỏ để chuyển sang bồn lớn rồi cung cấp cho cả khu đô thị. Hoạt động phân phối ga diễn ra giữa khu đô thị đông người và là địa điểm tiếp giáp với ba trường học lớn trong khu vực là Trung học phổ thông Lomonosov, Tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm, Mẫu giáo Lê Quý Đôn đã khiến cho nhiều người dân thực sự hoang mang và lo lắng. Bây giờ dân cư người ta vẫn lo lắng bởi vì là trong khu này thì cũng nhiều là trường học, rồi là dân nhiều nhà cao tầng đông khách. Nhà xây dựng trường mầm non ở bên cạnh một cái nhà ga như thế thì làm một cái nỗi lo rất lớn của ban giám hiệu nhà trường. Và cái này thì trong các cuộc họp phụ huynh thì rất nhiều lần phụ huynh là đã có ý kiến đấy, là đề nghị là nhà trường
gửi đến các cái cấp thẩm quyền để xem là liệu cái công ty ga bên kia nó có đảm bảo các cái tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy cũng như là an toàn cho tất cả những hộ dân, đặc biệt là các con học sinh ở các trường xung quanh. Tuy nhiên, dù hoạt động này đã diễn ra nhiều năm, lặp lại nhiều lần, nhưng các cơ quan quản lý địa phương, ở đây là công an xã Mỹ Đình, lại có vẻ như không hề hay biết. Địa bàn nó rộng như này, một lúc 50 mấy nghìn dân, làm sao mà mình chỗ nào cũng đi hết được. Chứ còn nếu thế thì cái cơ sở đấy là nó mới hoạt động, chứ không phải là lâu. Trong khi đó, theo đội quản lý thị trường số 6, đơn vị quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, thì trong thiết kế kỹ thuật để đảm bảo an toàn chống cháy nổ của công ty ga Sông Hồng, hoàn toàn không có khâu bơm ga từ bình nhỏ sang bồn chứa lớn. Việc hoạt động sai thiết kế đang đe dọa tính mạng của hàng nghìn cư dân đang sinh sống tại đây. Khi có những sự thay đổi về kỹ thuật trong phòng cháy chữa cháy mà cái nhân viên thao tác, đúng không? Xong quá trình làm việc nhân viên thao tác có thể sai một quy chuẩn nào đó, dẫn dàng sẽ dẫn đến cháy nổ. Năm 2012, cả nước ghi nhận hàng chục vụ cháy nổ bình ga gây thương vong cho không ít người dân. Trong khi đó, giữa khu đô thị hàng nghìn người sinh sống, hoạt động phân phối mất an toàn vẫn đang diễn ra hàng ngày. Thực tế đã chứng minh, ngay cả khi hệ thống được vận hành đúng chuẩn thiết kế, vẫn có thể gây ra những vụ nổ lớn thì không ai dám chắc một quy trình được vận hành sai thiết kế lại không gây ra thảm họa. Sau vụ cháy nổ ga diễn ra tại khu công nghiệp Thuận Thành, Bắc Ninh trong thời gian gần đây, khiến hàng chục người bị thương, thì cái sự lo lắng của những người dân tại khu đô thị Mỹ Đình 2 càng tăng lên gấp bội. Bởi vì chưa cần biết cái sự hoạt động của công ty ga Sông Hồng là có phép hay không, thì ở ngay giữa cái khu dân cư có hàng nghìn người như thế này, và đặc biệt là ở xung quanh lại có rất nhiều các cái trường học, thì cái lo lắng của người dân không phải là không có cơ sở. Chó trị liệu tâm lý đang là cách mà người dân Mỹ áp dụng để vượt qua cuộc khủng hoảng tinh thần sau vụ xả súng đẫm máu. Myanmar nỗ lực cấm nhổ bã trầu nơi công cộng. 5 ngày đã trôi qua kể từ thời khắc kinh hoàng và tồi tệ nhất về vụ xả súng xảy ra với người dân sống tại thị trấn Newtown, bang Connecticut. Quãng thời gian này là quá ngắn ngủi để có thể xoa dịu những mất mát tột cùng của các nạn nhân và thân nhân của những người đã mất. Nhằm giúp những người này vượt qua nỗi đau nhanh hơn, một số nhóm từ thiện từ khắp nước Mỹ đã mang những con chó trị liệu tâm lý đến thị trấn vẫn chìm trong không khí tang thương này. Trong những ngày đầu tuần này, đã có ít nhất 3 nhóm từ thiện đã đem những con chó trị liệu tâm lý đã qua huấn luyện đến thị trấn Newtown để giúp người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ ở đây vượt qua cú sốc tâm lý sau vụ xả súng hàng loạt tại trường tiểu học Sandy Hook. Những người tham gia câu lạc bộ chó Golden Retriever ở thung lũng Houston đã dành cả buổi chiều ở một lễ tưởng niệm gần trung tâm thị trấn, nơi trẻ em và người lớn cần an ủi có thể dừng chân cưng nựng ôm ấp chó. Những con chó này giúp tinh thần của bọn trẻ khá hơn rất nhiều. Một số chú chó đến Newtown từ bang Illinois và Indiana thông qua chương trình chó an ủi của hội từ thiện Lutheran Church. Chương trình này bắt đầu sau vụ xả súng làm 5 sinh viên thiệt mạng năm 2008 tại Đại học Northern Illinois. Những chú chó không hỏi bất kỳ điều gì, song chúng lại có thể dùng cử chỉ nhẹ nhàng âu yếm để hàn gắn vết thương cho những người vừa trải qua những cú sốc lớn về tinh thần. Hãng tin AP dẫn lời các chuyên gia tâm thần học cho biết, sau khi nỗi đau và sự sợ hãi lắng dần, những trẻ em sống sót ở Newtown có thể sẽ phải đối mặt với những vấn đề lâu dài về cảm xúc. Do đó, sự xuất hiện của những chú chó biết an ủi con người có ý nghĩa rất lớn. Tại Mỹ hiện có gần 25.000 chú chó và những người chủ đã đăng ký với Tổ chức Chó Trị Liệu Quốc tế nhằm đem niềm vui và sự an ủi cho mọi người. Tối qua, tàu vũ trụ Soyuz của Nga đã rời bệ phóng ở Kazakhstan để đưa 3 phi hành gia bay đến làm việc trong 5 tháng trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Theo trang tin của cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA, tàu Soyuz TMA-07M mang theo 3 nhà du hành đã rời bệ phóng tại trung tâm vũ trụ Baikonur của Nga ở Kazakhstan vào lúc 18 giờ 12 phút tối 19 tháng 12 theo giờ địa phương, tức 19 giờ 12 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam. Theo dự kiến, sau 2 ngày chu du trong không gian,
3 phi hành gia thuộc 3 nước Nga, Canada và Mỹ trên tàu Soyuz TMA-07M sẽ đến kết nối với module RASVET của ISS vào lúc 21 giờ 12 phút ngày 21 tháng 12 tới. Họ sẽ kết hợp với 3 phi hành gia hiện có mặt trên ISS để trở thành đoàn bay quốc tế ISS thứ 34. Phi hành đoàn tàu Soyuz TMA-06M được đưa lên ISS vào ngày 25 tháng 10 qua và dự kiến sẽ trở về trái đất trong tháng 3 năm 2013. Còn phi hành đoàn Soyuz TMA-07M theo kế hoạch sẽ trở về trong tháng 5 năm 2013. Tiếp tục với các tin tức quốc tế đáng chú ý khác diễn ra trong 24 giờ qua. Theo Bộ Y tế Ukraine, tính đến tối ngày 19 tháng 12, tại nước này đã có tổng cộng 61 người chết vì lạnh giá, trong đó có 43 người chết ngoài đường, 9 người chết tại nhà và 9 người chết tại bệnh viện, khi nhiệt độ ngoài trời đã xuống thấp tới mức dưới âm 23 độ C. Ukraine hiện đang phải trải qua một mùa đông khắc nghiệt khi những trận bão tuyết cuối tuần qua đã khiến cho gần 600 ngôi làng sống trong cảnh mất điện. Bộ tình trạng khẩn cấp của nước này đã mở 200 khu trại tạm nhằm hỗ trợ những người vô gia cư trong thời điểm này. Còn tại Trung Quốc, lạnh giá kèm theo tuyết rơi nhiều cũng đang là kiểu thời tiết chủ đạo tại nhiều khu vực thuộc miền Trung, vùng Tây Bắc và phía đông nước này. Trong những ngày qua, tuyết rơi nhiều, có nơi dày đến 8cm đã gây trở ngại lớn cho việc đi lại cũng như làm đảo lộn sinh hoạt của người dân. Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, trong những ngày tới, nhiệt độ một số nơi sẽ giảm đến 9 độ C. Nhiệt độ của toàn khu vực Ninh Hạ sẽ xuống mức thấp nhất là âm 22 độ C trong ngày 23 tới. Còn tại Sri Lanka, người dân cũng đang phải đối phó với tình trạng thời tiết cực đoan khi nước lũ nhấn chìm nhiều nhà cửa và đường xá. Theo Trung tâm Quản lý các thảm họa thiên nhiên của nước này, tình trạng lũ lụt đã khiến 20 người thiệt mạng, buộc gần 10.000 người phải đi sơ tán và làm đảo lộn cuộc sống của 175.000 người. Nước lũ cũng phá hủy và nhấn chìm hơn 900 ngôi nhà, tàn phá một diện tích lớn hoa màu. Hiện Sri Lanka đang gấp rút triển khai các hoạt động cứu trợ đến các vùng gặp nạn. Hôm qua, Liên minh châu Âu đã đề xuất một lệnh cấm tương đối đầy đủ về việc xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm thuốc lá. Theo đó, các vỏ bao thuốc lá cần phản ánh được những mối đe dọa chết người do việc hút thuốc gây ra. Nếu được chấp thuận bởi các nước thành viên EU và Nghị viện châu Âu, thì 75% diện tích của các vỏ bao thuốc lá sẽ được bao phủ bởi những cảnh báo về sức khỏe bằng hình ảnh và văn bản. Trong đó có những dòng chữ, hút thuốc lá có thể hại chết đứa con chưa ra đời của bạn, hoặc hút thuốc làm tăng nguy cơ mù lòa. Dựa trên cơ sở bảo vệ sức khỏe cộng đồng, chính phủ các nước EU sẽ tiến xa hơn tới việc cấm tất cả các hoạt động xây dựng thương hiệu đối với thuốc lá. Anh và Pháp là hai trong số những nước đang xem xét các ý tưởng trên. Ngoài ra, Ủy ban châu Âu cũng đưa ra những đề xuất về việc cấm bán loại thuốc lá nhỏ và các hương liệu như bạc hà, vốn được dùng nhằm mục đích thu hút những người hút thuốc trẻ tuổi. Các bao thuốc lá nên trông giống như một sản phẩm thuốc lá, chứ không giống mỹ phẩm hay kẹo. Mọi người cần đưa ra một quyết định khi họ nhìn vào bao thuốc lá bằng cách đọc rõ các thông điệp rằng thuốc lá có thể gây hại cho sức khỏe của họ. Với 700.000 người chết mỗi năm, thuốc lá đang là một trong số những nguyên nhân lớn gây ra tử vong sớm ở châu Âu. Một chiến dịch kêu gọi không nhổ bã trầu nơi công cộng đang được đẩy mạnh ở Myanmar, nơi nhiều người thường nhai và nhổ bã trầu tùy tiện. Thói quen này đã để lại những vết màu đỏ trên đường phố, các tòa nhà và tài sản công cộng gây mất mỹ quan đô thị. Những vết nước trầu màu đỏ bám trên đường phố, tường của nhiều tòa nhà, tài sản công cộng dường như đã trở thành một điều không còn xa lạ ở Myanmar. Để giữ cho công trình công cộng và đường phố Myanmar sạch sẽ hơn, vào cuối tháng 8 năm nay, một lệnh cấm nhổ nước và bã trầu đã được đề xuất ở Myanmar bởi một thành viên của Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển. Tôi muốn ở Myanmar có những khu vực không hút thuốc, không xả rác và không bấm còi. Chúng ta cũng nên có khu vực không nhổ bã trầu. Tôi nghĩ chúng ta nên tiếp cận vấn đề trên theo cách này. Ông Min Thu cũng đề nghị những người bán trầu nên cung cấp thêm ly hoặc túi ni lông cho khách hàng để họ nhổ bã và nước trầu. Ý tưởng này lập tức được nhiều người dân ủng hộ, ngay cả những người bán trầu và có thói quen ăn trầu từ hàng chục năm nay. Mặc dù các nhà sĩ không ngừng cảnh báo về tác hại đối với răng miệng của việc ăn trầu trong thời gian dài, nhưng số người ăn trầu ở Myanmar vẫn đứng hàng đầu thế giới. Theo ông Min Thu, mặc dù Quốc hội đã không đạt được bước tiến nào trong việc ban hành luật cấm nhổ nước và bã trầu, nhưng điều khiến ông khá hài lòng là nhiều đơn vị truyền thông địa phương đã đề xuất hợp tác trong việc nâng cao nhận thức về vấn đề này. Thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại bản tin nhật ký cuộc sống ngày 20 tháng 12 năm 2012 của kênh VTC14. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.